Xin chào tất cả các bác, nay Casado Việt Nam đã có mặt tại Hòa Bình để quay chụp cho các bác chiêm ngưỡng một cây sung rất là đẹp, dáng lùn lực, đường kính gốc tầm khoảng 1,5 m, 2 m. Cây sung cực kỳ đẹp. Bên này cũng là một cây sung, đường kính khoảng 50, cũng tán cũng khá là đẹp, bé hơn một chút. Ở trong này thì chủ nhân chủ yếu là cây dưới, ở rất nhiều dưới. Đây là cây dưới bám đá, đang giai đoạn làm phôi. Rất đẹp đấy. Cây dưới này cũng thế, đang phôi. Đây, vào trong này giới thiệu với các bác. Đây là cây dưới này. Wow, cây này đẹp quá. Cây này gồm có cả cây tử, cây mẹ, cây con. Bẹ dài, các bạn để ý, bẹ ra tận đây luôn. Nhưng cái bẹ nó tầm từ bên này sang bên này nó rơi vào tầm 3 m, gần 3 m. Đấy, bẹ kinh khủng. Cây này đẹp, thành phẩm thì quá đẹp luôn. Tiếp theo, xin các bác vào chiêm ngưỡng tác phẩm tiếp theo nữa. Tác phẩm kia cũng đang nuôi đấy. Đây cũng tác phẩm rất đẹp. Chủ nhân là chuyên gia về dưới. Cây dưới là một loại cây mà từ cổ đến kim các cụ đã muốn trồng rồi ở xung quanh nhà, bởi vì muốn trồng tại nhà bởi vì nó xanh quanh năm, ít rụng lá. Và những cái nhà cổ người ta vẫn có cả một vài cái gỗ dưới để tạo cái phong thủy xanh mướt quanh năm và trường tồn. Đây cũng là một cây, cây này cũng rất là đẹp, lùn lực. Từ một thân cây lớn, các nghệ nhân đã tạo nên một cây lùn lực. Bám đá rất tự nhiên, những sản phẩm thành công rất là đẹp. Sản phẩm thành công này toàn những tác phẩm đẹp. Đây là dáng đá mà bay. Chủ nhân đã làm cả cái tre để che cái che nắng cho cây, bám đá thác đổ. Cây này gần như là một cái cây tự nhiên nằm trên hòn đá. Đây cũng là cây tự nhiên, tự nhiên gắn hòn đá kia vào, hòn đá như thế này là tự nhiên. Đây cũng thế, đây cũng từ trong đá tự nhiên ra. Đấy, đẹp chưa. Dưới đây này thế, bệ to lớn đang giai đoạn làm hoàn thiện. Sau này là một dãy. Đấy. Trời đang mưa nhưng mà vì đam mê đấy, quay cho các bác chiêm ngưỡng. Đấy. Cây này nữa này. Cây này tái tán lên rất đẹp. Các đầu cành ra được nghệ nhân đã xác định các điểm cành hết rồi. Đây là những vườn cây chuyên gia về dưới. Chuyên gia về dưới. Các bác có muốn tìm hiểu dưới thì hãy liên hệ với chúng tôi, Casado Việt Nam, hotline 0976 609 399, để chúng tôi có những tư vấn hợp lý nhất
cho các bác. Đó, toàn những cây phôi giá trị đây, cây phôi rất là lâu năm rồi. Đẹp, rất đẹp. Xin cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm lắng nghe. Hotline 0976 609 399, Casero Việt Nam xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.